Chuyện trả lời nha. Rồi. Cái này là cô Nguyệt, cái bài này thì mình cũng hay gặp trên lâm sàng, nhất là ở mấy em làm ở phòng khám á, thì sẽ gặp cái rối loạn kinh nguyệt này là thường xuyên. Thì cái này thì cũng nói hôm trước nói rồi, thì ở phòng khám là mấy em biết rồi, thì có hai cái mảng, mảng thứ nhất là khám thai và mảng thứ hai là khám phụ khoa. Thì về cái mảng khám phụ khoa mà nguyên nhân cho bệnh nhân đi khám á, hay gặp nhất là rối loạn kinh nguyệt, cái thứ hai là đau hạ vị, và cái thứ ba là ra khí hư đó. Ba cái nguyên nhân đó mình hay gặp, ngoài ra cái khám vú thì mình chưa kể. Thì luôn luôn là gặp rong kinh, rong huyết, rối loạn kinh nguyệt các kiểu đó. Thì cái vấn đề mình xác định nguyên nhân và mình xử trí như thế nào, thì lúc đầu thì mấy em đọc thì sẽ thấy là nó rất là lằng nhằng, nhưng mà cô sẽ giải thích thêm một số điểm thì chắc là mấy em cũng nắm được, rồi sau này nếu như mình đi lâm sàng thì mình sẽ cô đọng lại trong cái phần là tiếp cận, cái này là bài lý thuyết. Còn Y4 mình cũng học rồi, bây giờ khi nào mà đi lâm sàng thì mình sẽ cô đọng hơn thành một cái bài là tiếp cận bệnh nhân bị rối loạn kinh nguyệt, tức là mình phải hỏi họ những cái câu hỏi gì, mình khám như thế nào, rồi mình hướng đến những cái nguyên nhân gì và mình xử trí như thế nào. Thì có thể là bài lý thuyết nó phần xử trí nó rất là thuốc nọ thuốc kia, nhưng mà khi đã đi lâm sàng thì mấy em có thể là mình chỉ cần nắm được một vài thuốc thông dụng nhất mà thị trường có, bệnh nhân dễ dùng, dễ sử dụng, để mà mình gặp cái bệnh thì mình cho luôn cái thuốc, chứ mình không có phải là lăn tăn nha. Cái bài lý thuyết thì nó rất là điều trị rất là nhiều thứ. Thì chắc là mấy em cũng đọc sơ cái bài quật là cô gửi khi sáng rồi, thì cái bài chuyển qua cái bài bao banh này thì cô sẽ tóm tắt lại hơn, nó không có dài dòng như cái bài quật. Thì mình học tới đâu rồi mình sẽ giải thích tới đó. Thì mục tiêu của cái bài học này thì có ba mục tiêu như mấy em thấy rồi nha. Thứ nhất là phải hiểu được những cái khái niệm của các biểu hiện rối loạn kinh nguyệt. Cái thứ hai là mình học về về vô kinh. Và cái thứ ba là mình học về về rong kinh, rong huyết. Ngoài ra có một cái phần nhỏ là thống kinh, thì phần này phần nhỏ thôi, cũng không quan trọng. Rồi đầu tiên mình sẽ đi vào cái phần là mở đầu, và kèm với lại những cái định nghĩa về các kiểu rối loạn kinh nguyệt. Thì hồi Y4 á, thì mấy em đã học một cái bài gọi là bài sinh lý kinh nguyệt rồi. Không biết cái bài này là của Bắc Vinh hay Bắc Tính đó. Nếu mà Bắc Tính thì chắc là dạy rồi, còn Bắc Vinh thì thường là bác hay nợ lắm. Nếu như mấy em chưa chưa được học bài này thì mình có thể là đọc lại tài liệu nha. Thì bây giờ mình chỉ lướt qua thôi. Bây giờ kinh nguyệt thì nó có tính chất là chu kỳ, do nó bong cái lớp nội mạc tử cung dưới tác dụng của nội tiết, thường là xảy ra sau sau rụng trứng một khoảng thời gian là từ thường là khoảng 2 tuần, đúng không? Sau khi rụng trứng khoảng 2 tuần hoặc là hơn 2 tuần một tí, thì nếu như không được được thụ thai thì cái lớp niêm mạc nó sẽ bong ra và tạo thành thành kinh nguyệt. Thì cái này nó có tính chất là chu kỳ lặp đi lặp lại, tương đối giống nhau về cái thời gian này, khoảng cách những lần ra máu này, về số lượng máu này, thời gian ra máu, thì nó tương đối tương đồng đối với mỗi cá nhân. Thì có người ấy thì ra rất là nhiều, có người thì ra vừa vừa, có nhiều người thì ra ít đó. Nhưng mà nó giống nhau ở các chu kỳ kinh. Rồi là thời gian thì có người có thể là ra 3 ngày, có người 5 ngày đó. Rồi vân vân, về số lượng, về thời gian, có người thì khoảng 25 ngày có kinh một lần, nhưng mà có người thì có thể tới 40 hoặc là hơn mới có kinh một lần. Nhưng mà nếu như những cái chu kỳ này nó mặc dù nó hơi khác với những người khác, nhưng mà nó giống nhau ở các cái chu kỳ, tức là chu kỳ này cũng vậy, chu kỳ sau này cũng vậy, thì như vậy mình vẫn xếp vào loại loại bình thường, mình cũng không cần điều chỉnh lên gì cả, đúng không? Ví dụ là mình cứ 50 ngày mới có kinh một lần, nhưng mà nó liên tục khi nào cũng vậy, khoảng 45 với 50 ngày mới có một lần, thì như vậy mình cũng xếp vào là cũng tương đối bình thường, mặc dù nó hơi thưa một tí, nhưng mà mình cũng không không cần điều chỉnh. Còn ví dụ như là tháng này là 30 ngày, nhưng mà tháng sau là 60 ngày, nó không có điều hòa thì mình mới điều chỉnh bằng bằng nội tiết nha. Thì bình thường á, thì kinh nguyệt là có từ 3 đến đến 7 ngày.
số lượng là từ 30 đến 80 ml và chu kỳ kinh từ 24 đến 32 ngày, nhưng mà hay gặp nhất là từ 28 cho đến 30 ngày. Bình thường thì nó bắt đầu xuất hiện vào tuổi dậy thì tầm 13 đến 16 tuổi, nhưng mà hiện nay thì cái tuổi mà dậy thì ở các em bé gái thì có xu hướng là giảm xuống. Đó, có em thì mới học cỡ lớp 4. Lớp 4 thì mới khoảng 10 tuổi là đã có kinh rồi. Có thể là có những em mà dậy thì sớm hơn. Thì hiện nay thì cái bệnh mà dậy thì sớm này cũng chiếm một tỷ lệ cũng tương đối đó. Ở bên khoa nhi thì có một cái chuyên khoa là chẩn đoán và điều trị những cái trường hợp mà dậy thì sớm. Thì thường là những em bé này nó hơi hơi mập một tí nữa thì thường phải điều trị, còn nếu không điều trị thì em bé sẽ thứ nhất là ở cái tuổi nó quá nhỏ mà nó bắt đầu có kinh nguyệt thì nó cảm thấy là nó khó xử lý, nó cũng cảm thấy xấu hổ với bạn bè nữa và nó cũng lo lắng. Cái thứ hai là ở những em bé mà dậy thì sớm thì sau này là cái chiều cao nó không không được như mong muốn. Cho nên thì những cái em này thì đường đến sẽ được xét nghiệm nội tiết này, được siêu âm tử cung buồng trứng này để xem thử có những cái nang nõn phát triển chưa này, và được được chụp phim phim X quang để xác định những cái điểm mà cốt hóa ở các đầu xương á. Đó, thì sau đó thì nếu mà được chẩn đoán là dậy thì sớm thì sẽ được là điều trị bằng bằng nội tiết. Còn ở thời kỳ mãn kinh á, thì tuổi mãn kinh là trung bình là 40, 15 đến 55 ngày tuổi. Và trước đó thì thường thường có giai đoạn tiền tiền mãn kinh. Cái này mấy em sẽ được học trong một cái bài là mãn kinh. Thì tuy nhiên có những trường hợp bệnh lý thì không phải là 45 tuổi là mãn kinh, nhưng mà có trường hợp đã 30 tuổi là đã không có kinh rồi và đã bị mãn kinh sớm rồi. Thì những người này họ bị một cái bệnh lý đó là hội chứng suy sớm buồng trứng. Thì nếu mà ai mà không may mắn mà bị những cái hội chứng này thì cũng rất là khó điều trị, vì không những là nó ảnh hưởng đến sức khỏe, vì khi về sắc đẹp, về sức khỏe cũng như là về về con cái. Thì cái hội chứng mà suy sớm buồng trứng là đó là như vậy nha. Thì rối loạn kinh nguyệt nó rất là nhiều nhiều nội dung, nào là tuổi bắt đầu có kinh nè, tuổi mãn kinh nè, mãn kinh sớm cũng không 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 hay, mà mãn kinh muộn thì cũng rắc rối. Độ dài của kỳ kinh nè, ví dụ như là thường có kinh khoảng 3 ngày 5 ngày nhưng mà nó dài quá đó, trên 7 ngày 10 ngày thì gọi là rong kinh. Lượng máu kinh ví dụ ra máu nhiều nhiều quá ào ạt thì gọi là băng kinh. Số ngày có kinh thì nó cũng tương đương với lại độ dài của kỳ kinh rồi. Ra máu ngoài kỳ kinh, tức là thường là trước ngày hành kinh bình thường á, thì nó lại ra máu một tí, sau đó nó hết rồi đến ngày ngày có kinh, hoặc là giữa chu kỳ kinh, tức là ra máu ở vào và giữa chu kỳ kinh, tức là thường những ngày rụng trứng á, thì lại lại thấy ra máu. Rồi có trường hợp là đau bụng khi hành kinh, tức là thống kinh, hoặc là có chu kỳ kinh á, là có phóng loãng, hoặc là có những chu kỳ kinh không bình thường là không phóng loãng. Những chu kỳ kinh mà không phóng loãng á thì thường gặp ở những cái người mà lớn tuổi ở thời kỳ mà tiền mãn kinh. Thì rối loạn kinh nguyệt á thì nó không phải là một cái bệnh lý, nhưng mà nó là một một cái triệu chứng, nó tức là nó một cái biểu triệu chứng của một cái bệnh lý gì đó thì nó gây ra cái rối loạn kinh nguyệt này. Nhưng mà có những trường hợp thì mình tìm thấy thấy nguyên nhân, nhưng mà những trường hợp mình không tìm thấy nguyên nhân. Nhưng mà dù sao đi nữa, nếu tìm thấy nguyên nhân thì mình điều trị theo theo nguyên nhân, nhưng mà không tìm thấy nguyên nhân thì mình vẫn phải phải điều trị. Đó. Tức là những ví dụ kinh, rong huyết, nhiều trường hợp mình không tìm thấy nguyên nhân nhưng mà mình vẫn điều trị để cho ngưng ra máu và mình thiết lập lại một cái chu kỳ kinh mới về bình thường. Thì cái này là những cái khái niệm thì mấy em tự tự tham khảo nha. Đó, đây là có những cái khái niệm như thế này. Cái này mấy em cũng phải biết, vì trong cái câu hỏi trắc nghiệm nó hay hay hỏi những vấn đề như thế này này. Trong này có dậy thì sớm này, dậy thì muộn này, mãn kinh sớm, mãn kinh
mãn kinh muộn, kinh thưa, kinh mau, vô kinh, rong kinh, kinh ngắn, kinh nhiều, kinh ít, vân vân. Rồi những cái này thơm mấy em tự đọc rồi nhớ những cái mốc thời gian như vậy nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào hai cái vấn đề chính, đó là vô kinh và sau đó là rong kinh, rong huyết. Thì cái này cũng có một cái số khái niệm mấy em biết là vô kinh nguyên, nguyên pháp, vô kinh thứ, thứ pháp, vô kinh sinh lý, vô kinh giả. Khi một em bé gái nữ mà trên 18 tuổi mà chưa có hành kinh lần nào thì xem như là bị vô kinh nguyên phát. Vô kinh thứ phát tức là ở những người mà bình thường trước đây họ đã có kinh bình thường rồi, thậm chí là họ đã có con cái rồi, nhưng mà sau đó thì là không có kinh. Có thể là 3 tháng đối với vòng kinh đều và 6 tháng đối với vòng kinh không đều. Rồi những trường hợp vô kinh sinh lý, ví dụ như là mình có thai thì không có kinh, hoặc là đã đến giai đoạn mãn kinh. Đến giai đoạn mãn kinh mà đúng tuổi á, ví dụ 45 hay là 55 tuổi thì sinh lý, nhưng mà nếu mà 30 tuổi, 40 tuổi mà mãn kinh thì cũng phải xem thử là bệnh nhân có cái bệnh lý gì kèm theo không nha. Còn vô kinh giả tức là những trường hợp mà bệnh nhân có kinh đó, nhưng mà vì một lý do nào đó thì máu kinh nó không chạy ra ngoài được. Cái này mình hay gặp trong những trường hợp là bế kinh. Bế kinh này mình có thể gặp hai trong trường hợp, tức là bế kinh nguyên phát, tức là những bệnh nhân mà em bé không có màng trinh. Không có màng trinh thì máu nó sẽ ứ, khi mà mỗi lần máu ra thì nó sẽ ứ ở trong âm đạo và nó không chảy ra ngoài được. Còn bế kinh thứ phát tức là ở những trường hợp mà bệnh nhân bị trích cổ tử cung thì nó cũng không thể ra ngoài được và máu nó sẽ ứ lại trong buồng tử cung thì gọi là bế kinh. Thì những trường hợp này họ xếp vào là vô kinh giả. Rồi cô nói lại ngay cái chỗ vô kinh giả, nên có hai vấn đề này, tức là bế kinh nguyên phát là do trích màng trinh và bế kinh thứ phát tức là do dính cổ tử cung. Dính cổ tử cung này nó có thể là nó có nhiều nguyên nhân, ví dụ như là trong lao sinh dục này, hoặc là trong những trường hợp mà bệnh nhân mà nạo buồng tử cung mà kỹ quá, nó mất hết cái lớp niêm mạc tử cung, nó gây nên dính buồng tử cung kèm với dính cổ tử cung luôn chưa. Và một trường hợp thứ ba đó là những trường hợp mà bệnh nhân bị tổn thương ở cổ tử cung, ví dụ như là những trường hợp ung thư cổ tử cung chẳng hạn, thì nó có thể gây dính cái ống cổ tử cung và kinh nó không ra ngoài được. Rồi tất cả những trường hợp mà vô kinh thì trừ vô kinh sinh lý thì đều phải tìm nguyên nhân để mà điều trị. Bây giờ mình đi sang cái phần là nguyên nhân thì nó liên quan đến là vô kinh nguyên phát và vô kinh thứ phát nha. Bây giờ mình sẽ đi là nguyên nhân nguyên phát trước. Vô kinh nguyên phát trước tức là ở một em bé gái nữ đến 18 tuổi mà chưa có kinh thì đến khám với mình thì mình phải tìm nguyên nhân là vì sao đã 18 tuổi nữ mà sao không có kinh. Thì nó có hai cái nguyên nhân chính. Thì thứ nhất á, là nó liên quan đến nội tiết, nó làm gây teo buồng trứng bẩm sinh. Là mấy em thấy cái số 1 la mã này là liên quan đến nội tiết gây teo buồng trứng bẩm sinh. Sang cái slide sau á, thì là lấy 2 la mã là liên quan đến bị bất thường bộ phận sinh dục nha. Chỉ có hai nguyên nhân là chính, mình nhắm vào hai cái nguyên nhân đó. Nguyên nhân thứ nhất là do về nội tiết, tức là về liên quan đến buồng trứng. Nguyên nhân thứ hai là do bất thường bộ phận sinh dục. Thì bây giờ đầu tiên mình sẽ đi cái phần 1 la mã là liên quan đến nội tiết gây tê buồng trứng bẩm sinh. Thì trong này nó có những cái hội chứng gây vô kinh nguyên phát như thế này, là hội chứng tết nơ này, hội chứng thượng thận sinh dục này, tinh hoàn nữ tính hóa, và cái câu cuối cùng là dị dạng sinh dục, nên là cô viết bị thừa rồi, nó nằm ở phần hai nhỏ, phần hai la mã ở cái slide sau nha. Thì bây giờ mình giải thích một tí ở những cái hội chứng này. Trong cái bài quật là nó rất là đầy đủ, nhưng mà qua chuyển qua cái bài bao bên này thì cô không có trình bày vì nó rất là dài.
Bây giờ mình nói sơ một số ý chính của những cái hội chứng này, rồi sau đó thì mấy em sẽ đọc kỹ bên bên bài quật. Bây giờ đầu tiên là hội chứng Turner. Hội chứng Turner này là bẩm sinh di truyền, tức là ở em bé gái nhưng mà nó có bộ nhiễm sắc thể là X0. À, chính vì vậy mà nó thiếu đi một cái nhiễm sắc sắc thể X. Chính vì vậy mà nó lại sẽ làm gây gây teo buồng trứng, trứng bẩm sinh. Thì trường hợp này vì là nó không có cái nội tiết, buồng trứng nó không, nó bị teo cho nên nó không không có cái nội tiết. Cho nên những em bé này ngoài cái chuyện là chậm phát triển về hình hài cũng như là chậm phát triển về về trí tuệ thì những em này cái tính sinh dục vụ nó không có. À, ví dụ như là về vú này, lông mu hoặc là lông lông nách là những em này không không có. Thì mình phải nắm như cái này để khi mà mình ra lâm sàng á, mình phải khám. Khi mà mình khám á, thì mình sẽ hướng về về cái gì? Ví dụ như là ở một bệnh nhân mà có tính sinh dục phụ phát triển á, có nghĩa là buồng trứng vẫn vẫn có, vẫn hoạt động. Nhưng mà vì sao không có kinh? Thì đó là thường là do bất thường về về đường sinh dục nha. Trong khi những em bé nào mà tính sinh dục phụ không phát triển, không có, thì mình lại hướng đến cái nguyên nhân là do buồng trứng. Đó. Thì cái này cũng tương tự như vậy, hội chứng Turner là như vậy. Thì điều trị hội chứng Turner này họ sẽ cho bệnh nhân dùng dùng estrogen. Thì em bé sẽ có kinh như bình thường và nó tránh được cái là loãng xương. Bây giờ mình sang hội chứng thứ hai là hội chứng thượng thận sinh dục. Thì hội chứng này nó là một cái hội chứng là tăng sản thượng thận bẩm sinh. Cái này mình có thể sàng lọc được khi em bé mới mới ra đời nha. Thì tại bệnh viện mình cũng như là một số cái bệnh viện mà tuyến tỉnh á, thì mình có một cái trung tâm là trung tâm sàng lọc sơ sơ sinh, đúng không? Khi mà em bé mới sinh ra thì mình sẽ sàng lọc được được chủ yếu là ba cái bệnh chính, đó là suy giáp bẩm sinh này, thiếu men G6PD này, và cái hội chứng như thế này là hội chứng thượng thận sinh dục, hay hay nói một cách khác là hội chứng tăng sản thượng thận bẩm sinh. Thì cái hội chứng này là do thiếu một cái men 21 hydroxylase ở ở vỏ thượng thận nha. Cho nên nó làm giảm cái hóc môn là cortisol. Từ đó là nó dẫn đến là giảm cái nội tiết của bộ phận sinh dục. Nhưng mà đối với cái hội chứng này á thì em bé vẫn có cái một chút về tính sinh dục phụ có, nhưng mà nó đặc trưng bởi là cái âm vật lớn. Thì cái trường hợp này họ sẽ điều trị bằng bằng nội tiết là cortisone thì sẽ cũng có đáp ứng điều trị. Và trong cái chương trình mà sàng lọc sơ sinh á thì mình có thể phát hiện được cái bệnh này bằng cái cách là lấy máu gót chân á, thấm vào cái mẫu giấy và mình đi đi xét nghiệm. Nếu mà mình phát hiện sớm thì mình sẽ điều trị sớm thì em bé sẽ phát triển như bình thường. Trong cái hội chứng này thì bệnh nhân nếu không được điều trị là thường là bị thấp bé, là do nó những cái sụn đầu sụn xương nó đóng sớm. Đó. Còn hội chứng thứ ba là hội chứng tinh hoàn nữ tính hóa, tức là bệnh bệnh Morris đó. Bệnh Morris là do cái ông Morris này ông phát hiện ra từ năm 1958 ha. Thì cái bệnh này á là bệnh nhân vẫn có bộ nhiễm sắc thể là XY. Tuy nhiên thì phát triển theo hướng hướng nữ tính. Tức là từ nhỏ là em bé nhìn giống như là nữ vậy, thì gia đình cứ tưởng là nữ. Nhưng mà mãi không thấy có kinh thì đi khám thì mới phát hiện ra là không phải là bộ nhiễm sắc thể là XX mà là XXY. Thì cái bệnh này là nó do ở cái tế bào của cái người này nó thiếu những cái thụ thể mà tiếp nhận cái hormone testosterone. Cho nên là cái tính nữ nó phát triển hơn. Tuy nhiên thì ngoài cái là vú là có phát triển nhưng mà về lông mu hay là lông nách thì ít, thậm chí là có thể là bị hói đầu đó. Thì những trường hợp này thì họ khi đi khám á,
thì họ sẽ thấy là cái âm đạo nó rất là ngắn và nó có một cái giống như là nó đi vào một ngõ cụt vậy và không có tử cung. Ngược lại thì khi mà siêu âm họ sẽ thấy được tinh hồn nó nằm nằm lạc chỗ, thường là ở bẹn. Thì đây là cái hội chứng Maurit. Thì điều trị cái bệnh này á, thường là để cho bệnh nhân qua cái tuổi dậy thì họ mới cắt cắt hai cái tinh hoàn để dự phòng cái ung thư tinh hoàn, và sau đó thì họ sẽ điều trị bằng hormone thay thế. Hormone thay thế đó là estrogen. Như vậy là về cái vô kinh nguyên phát mà liên quan đến gây teo buồng trứng bẩm sinh thì mình có ba cái hội chứng như vậy nha: hội chứng Turner này, hội chứng thượng thận sinh dục, hay là hội chứng tăng sản thượng thận bẩm sinh, và một cái hội chứng nữa là hội chứng Maurit. Thì mấy em sẽ đọc thêm thêm ở trong bản quật. Rồi mình sẽ sang qua phần hai la mã, đó là do dị dạng sinh dục nha. Thì cái dị dạng sinh dục này á thì mình sẽ có đầu tiên là cái hội chứng là Mayer-Rokitansky và Koester. Thì hội chứng này nó tử cung nó teo nhỏ lại như một cái dải đó, và âm đạo nó hầu như cũng cũng không có, là như vậy. Nhưng mà buồng trứng nó vẫn vẫn bình thường. Thì mấy em nên nhớ là nếu mà do dị dạng sinh dục thì cái tính tính sinh dục phụ vẫn phát triển bình thường đó, vẫn có vú này, vẫn có lông nách, lông mô vẫn bình thường, nhưng mà không có kinh là do là nó bất thường ở ở tử cung và âm đạo, thậm chí là bất thường ở màng trinh nha. Thì ngoài ra cái ngoài cái hội chứng này có thì mình sẽ có là những trường hợp là có tử cung nhưng mà không có âm đạo, hoặc là có âm đạo nhưng mà lại có cái vách vách ngăn ngăn qua âm đạo làm cho kinh nguyệt nó không có ra được. Thì cái này nó sẽ gây nên một cái trường hợp là vô kinh giả. Một cái bệnh mình hay gặp ở phòng khám, nếu như mấy em gặp một lần thì hôm sau thì mình sẽ không bao giờ quên được, đó là những em bé tầm tầm 13 14 tuổi đến với mình trong một cái bệnh cảnh là chưa có kinh lần lần nào, đau bụng dữ dữ dội, đau bụng dữ dội lắm. Và mình khám thì mình thấy cái màng trinh nó bị bít lại, và mình qua cái lớp màng màng trinh á thì mình sẽ thấy là một cái dịch, tức là cái máu nó ứ ở trong đó, mình thấy nó màu nó đen đen sẫm ở phía phía sau, đó là do cái máu nó ứ lại ở trong trong âm đạo. Và siêu âm á sẽ có thể hình ảnh là tử cung thì nhỏ thôi, có một ít máu ứ lại trong trong tử cung, nhưng mà âm đạo nó tạo thành một cái khối dịch khủng khiếp rất là lớn. Và cái khối dịch này khi mà mình siêu âm thì mình sẽ thấy hình ảnh là nó như là gương mờ á, giống như trong bệnh lý lạc động mạch tử cung á, vì đó là hình ảnh của máu ứ. Nhưng mà máu ứ thì là lâu ngày lâu tháng rồi, có thể là bệnh nhân này đã có kinh khoảng vài chu kỳ rồi, mỗi một chu kỳ máu kinh nó ứ lại một ít, và đến một cái thời điểm nào đó thì bệnh nhân không chịu đựng được nữa, quá sức đau đớn thì mới biểu hiện ra bên ngoài là đau như vậy, và mới đi khám thì mới mới phát hiện ra nha. Thì cái hình ảnh mà siêu âm nó rất là đặc hiệu. Cái tử cung thì bé thôi nhưng mà ở phần dưới tử cung có một cái khối khối rất là to. Nhiều người mà không có kinh nghiệm thì tưởng cái khối này là một cái khối khối u buồng trứng nữa. Thì nếu mà mình biết được rồi, mình chẩn đoán như vậy thì việc xử trí rất là đơn giản, đúng không? Mình sẽ chỉ cần là gây tê, giảm đau gây tê tại tại chỗ, xong rồi sẽ rạch cái màng trinh nó theo theo hình dấu cộng, đúng không? Rồi sau đó thì mình sẽ dịch, mình có thể dùng cái máy hút để mình hút cái kinh máu kinh nó ứ lại, hoặc là mình sẽ đặt một cái benro để cho máu kinh nó tự tự chảy ra đó. Thì sau đó thì em bé sẽ về về bình thường thôi. Nhưng mà vấn đề là mình sẽ hướng dẫn cho gia đình là sẽ mình sẽ nong cái màng trinh đi thường xuyên, chứ còn nếu không thì nó sẽ nguy cơ là nó sẽ bị dính lại đó. Thì mình sẽ nong nong vài thời gian ngắn thì nó sẽ tách tách hẳn ra nha. Rồi tiếp tục đi em. Rồi đứng trước một cái trường hợp mà vô kinh nguyên phát họ đến họ khám với mình thì mình phải thăm khám như thế nào đó. Ngoài cái chuyện mà hỏi bệnh thì mình phải, cái quan trọng nhất là mình quan sát
cái hình hài họ có phát triển không. Thường những người, những em mà bị những cái hội chứng mà bẩm sinh á, thường là họ sẽ thấp nè, bé nè, hoặc là họ có vẻ hơi mập. Và nếu như mà hội chứng Turner thì cái mặt nó biểu hiện một cái là chậm phát triển về về trí tuệ nữa đó. Và khám các cái tính tính dinh sinh dục phụ vân vân. Thì ví dụ nếu kèm theo chậm phát triển thì mình nghiêng về hội chứng chứng Turner nha. Nếu như mà có cái tính sinh dục phụ phát triển thì trong cái tính sinh dục phụ phát triển này nếu mà có đau bụng thì mình sẽ nghi ngay đó là bế máu kinh, là do màng trinh nó không thủng. Còn nếu không đau bụng thì có thể là không có tử cung hoặc là không có âm đạo như trong cái hội chứng là Mayer, Rokitansky và Koester nha. Còn trường hợp mà lông mu này, vú này, đặc biệt là âm vật to, người thấp thì mình sẽ nghiêng về hội chứng là thượng thận sinh dục. Rồi, trường hợp mà vú phát triển nhưng mà lông mu ít nè, lông nách ít nè thì đó là hội chứng Morrie, và mình làm thêm một cái bộ nhiễm sắc thể là chỉ là XY đó. Còn ngoài ra một số trường hợp khó thì mình sẽ dựa vào những thêm nội tiết, thêm siêu âm, chụp MRI, soi ổ bụng, nhiễm sắc đồ vân vân. Đó là cái phần thăm khám. Đây là vô kinh nguyên phát nha, rồi tiếp tục. À, cái phần điều trị này chắc là để phía sau rồi. Bây giờ mình sang cái vô kinh thứ phát. Rồi. Bây giờ nhắc lại cái vô kinh nguyên phát cho em nhớ về nguyên nhân là mình chia ra hai loại nha. Loại thứ nhất là do nội tiết, loại thứ hai là do bất thường về bộ phận sinh dục. Đó. Do nội tiết thì thường là cái ngoài cái chuyện không có kinh thì bệnh nhân có thể thay đổi về về hình dạng, về cái tính tính sinh dục phụ thì ít phát triển. Thì có những cái hội chứng đó là hội chứng Turner nè, hội chứng thượng thận sinh dục nè, và hội chứng chứng Morrie. Trường hợp thứ hai là do bất thường đường sinh dục, là những cái trường hợp là không có tử cung, không có âm đạo và bị màng trinh không thủng nha. Đó là phải nhớ cái về vô kinh nguyên phát. Bây giờ về vô kinh thứ phát tức là sao? Thứ phát tức là trước đây họ đã có kinh như bình thường rồi, nhưng mà sau đó vì một cái nguyên nhân gì đó thì họ lại không có kinh nữa. Đối với những trường hợp mà có vòng kinh mà đều đó là 3 tháng, còn vòng kinh không đều là 6 tháng. Thì ở đây mình sẽ loại trừ hai trường hợp là vô kinh do sinh lý, tức là có thai và mãn kinh. Và sau đó là có các cái nguyên nhân. Đó. Mình hay gặp là nguyên nhân về về tuyến yên thì có thể có hai trường hợp, đó là suy toàn bộ tuyến yên trong bệnh bệnh Simon. Những trường hợp bị u u tuyến yên. Và cái hội chứng mà mình gặp trong cái bài mà bán huyết sơ sinh đó là hội chứng Sehan, đó là thiểu năng tuyến yên do hoại tử, do mất máu nhiều sau sinh, là hội chứng Sehan nha. Về nguyên nhân buồng trứng á, là do cắt bỏ hai buồng trứng. Đó, có nhiều trường hợp là bệnh nhân vì vì những cái khối u buồng trứng hoặc là ác tính này nọ vì một cái nguyên nhân nào đó mà đã bị cắt bỏ hai buồng trứng. Thì cái này thì cũng coi như là cũng không phải là bệnh lý nữa, mà đó là cũng dạng như sinh lý rồi, bắt buộc là cắt bỏ hai buồng trứng rồi. Rồi một cái hội chứng mà hồi nãy cô nói đó là hội chứng suy sớm buồng trứng. Đó, bệnh nhân bị mãn kinh rất là sớm. Về nguyên nhân về tuyến giáp thì trong bất thường về tuyến giáp có thể là cường giáp hoặc là thiểu năng tuyến giáp. Về nguyên nhân ở tử cung mình hay gặp nhất đó là dính buồng tử cung này, dính ống cổ tử cung này, sau nạo buồng tử cung, sau lấy vòng, hoặc những trường hợp lao sinh dục. Và một nguyên nhân nữa mình gặp đó là vô kinh tiết sữa. Thì những trường hợp này bệnh nhân mặc dù là không có cho con bú nhưng mà sữa vẫn chảy ra, và khi mình xét nghiệm á, thì có tăng prolactin thì tăng cao đó. Thì trong cái nguyên nhân vô kinh do tăng prolactin này thì có một số là do u tuyến yên, còn một số thì không phải là u tuyến yên đó. Bây giờ hướng xử trí của vô sinh thứ phát. Nếu mà có nguyên nhân thì mình phải bắt buộc phải điều trị theo nguyên nhân đó. Có u tuyến yên thì phải phẫu thuật. Vô kinh do bệnh lý của tuyến giáp, ví dụ basodo hay là suy giáp thì mình phải dùng 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 nội tiết, đúng không? Còn mình ở đây mình sẽ quan tâm đến cái là dính buồng tử cung.
và dính ống cổ tử cung. Thì trong những trường hợp mà nạo buồng tử cung, cái này hình như mình có nói một lần rồi đó, trong những trường hợp nạo buồng tử cung là vì vì rong kinh nè, vì rong huyết nè, vì sốt nhau sau sảy thai nè, rồi vì viêm viêm nội mạc tử cung sau sinh chẳng hạn, những trường hợp mà mình phải nạo buồng tử cung thì mình tránh tránh là nạo kỹ nha. Nếu mà mình nạo kỹ, mình nạo hết cái lớp niêm mạc tử cung thì sau này dễ bị dính buồng tử cung, và cái hậu quả đó là bệnh nhân sẽ không không có kinh và sẽ dẫn đến là bệnh nhân không thể có thai được nữa. Đó. Thì bây giờ mình nạo như thế nào thì phải nạo vừa phải. Tuy nhiên nếu mà mình nạo mà sơ sài sơ sơ quá lại nó không triệt để, nó lại không hết cái sốc nhau chẳng hạn thì cũng không được. Cho nên cái vấn đề mà kỹ thuật nạo thì nó cũng đòi hỏi là các bác sĩ mình làm một thời gian thì phải có kinh nghiệm. Cái cảm giác cái tay mình nạo như thế nào là vừa phải, không có nạo kỹ quá mà cũng không có nạo sơ sơ hời hợt quá. Trong những trường hợp mà dính buồng tử cung thì mình sẽ trữ rấy bằng, mình sẽ đặt một cái vòng chống dính, tức là cái vòng tránh thai đó. Sau đó mình sẽ dùng vòng kinh nhân tạo từ 3 đến 6 chu kỳ. Còn để mà dự phòng dính buồng tử cung sau nạo thì mình có thể là sau khi mà mình nạo mà mình không tự tin lắm thì mình có thể cho dùng vòng kinh nhân tạo ngay ngay sau khi mình nạo luôn, thì nó sẽ đề phòng được cái trường hợp là dính buồng tử cung nha. Với lại mình sẽ cho bệnh nhân dùng kháng sinh, vì nếu như mà sau nạo mà có nhiễm trùng thì nó cũng sẽ dễ làm cho cái tình trạng mà dính buồng tử cung sau nạo nữa. Còn nếu như mà bị lao thì mình phải điều trị lao theo phác đồ rồi. Đó là những trường hợp mình tìm ra nguyên nhân. Còn lại những trường hợp mà mình không có tìm ra nguyên nhân thì mình sẽ cho vô cái nhóm là do rối loạn nội tiết. Mình hay gặp nhất là những trường hợp mà bệnh nhân bị cái hội chứng buồng trứng, chứng đa nang, thì bệnh nhân thường là cái kinh thưa và thậm chí 3 tháng đến 6 tháng chưa có kinh một lần đó. Thì những trường hợp này mình sẽ điều trị bằng hormone. Mà cái quan trọng nhất trong cái điều trị hormone này á là có vòng kinh nhân tạo. Thì mấy em nên nhớ như thế này, vòng kinh nhân tạo thì có hai cách dùng nha. Cách thứ nhất là nửa chu kỳ đầu mình sẽ dùng estrogen. Ở đây mình hay dùng cái thuốc là ethinyl estradiol. Và nửa chu kỳ sau mình sẽ dùng estrogen và progesterone, đúng như với sinh lý kinh nguyệt. Đó, sinh lý nội tiết kinh nguyệt là như vậy, tức là nửa chu kỳ đầu buồng trứng nó sẽ tiết ra estrogen và nửa chu kỳ sau thì vừa estrogen và progesterone. Nhưng mà dùng cái cách này nó hơi phức tạp và thị trường nó cũng không có sẵn thuốc cho mình dùng. Cái viên mà estrogen nó không phải là có sẵn. Cho nên là mình hay dùng nhất là mình dùng thuốc ngừa thai viên kết hợp. Thì trên thị trường thì có khoảng mấy chục loại viên thuốc ngừa thai kết hợp, nhiều tên thuốc lắm. Mỗi một năm thì họ sẽ cập nhật những cái tên thuốc khác, thuốc mới đó. Nhưng mà mình lâu nay mình cũng hay dùng cái thuốc đó là mặt vây lông. Thì cái thuốc này mình hay dùng nhất thì cô viết vào đây. Chứ còn thực ra nó có rất là nhiều loại thuốc. Thì càng ngày á, những cái thuốc mà sản xuất sau này á, thì càng ngày họ càng đưa ra những cái viên thuốc với cái liều lượng là estrogen làm sao mà nhỏ nhất nhưng mà vẫn có tác dụng tốt nhất. Vì nếu như mà mình dùng thuốc mà cái thuốc ngừa thai kết hợp này mà cái hàm lượng estrogen nó tương đối cao á, thì tác dụng phụ nó rất là nhiều. Cho nên là sau này các cái hãng họ sản xuất cái thuốc này á, thì họ đã đưa cái liều estrogen này xuống thấp dần, nhưng mà vẫn đảm bảo cái hiệu quả tránh thai cũng như là điều hòa kinh nguyệt. Tuy nhiên những cái thuốc này thì thường là giá thành nó cao hơn những cái thuốc mà ra đời những năm trước đó nha. Giống như là mạc vai long và mạc xi long chẳng hạn, thì cái vỉ mạc xi long á, cái hàm lượng estrogen nó thấp hơn hàm lượng trong mạc vai long, nhưng mà giá thành thì nó lại cao hơn nha. Cái này để cho em dễ dễ hiểu á, thì như thế này,
Tức là viết thì dông dài như vậy, nhưng mà mình chỉ dễ hiểu mình như thế này. Ví dụ như là bệnh nhân đến với mình là vì vì vô kinh, sau khi mình loại trừ các cái nguyên nhân thực thể rồi thì mấy em sẽ cho dùng thuốc như thế này. Có hai cách, hai cách là hai cái chữ hoặc này này. Cách thứ nhất là mình dùng dùng progesterone để mà mình tạo ra kinh nguyệt chưa. Cách thứ nhất là dùng progesterone, tức là có hai loại progesterone mình hay dùng nhất trên thị thường là utrogestan 200 một viên là 200 mg. Cái này là hormone progesterone tự tự nhiên. Cái thứ hai là duphaston, thì cái này là progesterone tổng hợp. Hàm lượng của duphaston là 10 mg, thì mình sẽ cho bệnh nhân uống một ngày 2 viên mỗi mỗi loại, hoặc là urogestan ngày 2 viên tức là 400 mg, hoặc là duphaston một ngày 2 viên tức là 20 mg đi một ngày. Mình dùng liên tục trong trong 5 ngày, 5 hoặc 7 ngày, sau đó mình ngưng thuốc. Thì đối với những trường hợp mà vô kinh do rối loạn kinh nguyệt, tức là không có nguyên nhân thực thể gì á, tức là không bị dính buồng tử cung á, thì sau khi mình ngưng thuốc từ từ 5 đến 7 ngày, từ 3 ngày cho đến 5 ngày đến 7 ngày thì bệnh nhân sẽ có kinh kinh lại như bình thường. Thì khi có kinh lại như bình thường thì mấy em sẽ cho tiếp tục vòng kinh nhân tạo từ từ 3 đến 6 tháng. Nhớ chưa? Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là mình sẽ cho bệnh nhân uống viên ngừa thai kết hợp mặt vai lâm chẳng hạn, một ngày 2 viên trong 5 đến 7 ngày, thì ngưng thuốc vài 3 ngày, thậm chí 1 tuần thì bệnh nhân sẽ ra ra kinh lại. Thì khi bệnh nhân ra kinh lại thì mình sẽ dùng vòng kinh nhân tạo từ 3 đến 6 chu kỳ. Rồi cái này cô nhớ nói lại nghe, bệnh nhân đến bên mình mà bị vô kinh thứ thứ phát mà không có những cái nguyên nhân thực thể, ví dụ như là không bị dính buồng tử cung chẳng hạn, thì mình sẽ dùng dùng nội tiết. Thì có hai cách dùng. Cách dùng thứ nhất là dùng progesterone một ngày mỗi thứ hai 2 viên trong 5 ngày, 7 ngày cũng được, rồi ngưng. Cách thứ hai là dùng viên thuốc ngừa thai kết hợp 2 viên trong một ngày trong 5 đến 7 ngày. Có một loại thuốc mình cũng có thể dùng, đó là Orgametrin, cô quen viết qua đây nha. Orgametrin thì thuốc này trên thị trường nó rẻ hơn hai cái thuốc mà Urogactan với lại Duphaston có thể dùng được. Thì Orgametrin á là hàm lượng là 50 5 mg thôi, 5 mg, và mình cũng cho uống một ngày 2 viên trong 5 đến 7 ngày. Rồi, bây giờ nói rõ thêm cho mấy em là cách dùng vòng kinh nhân tạo như thế nào nha. Thì cách dùng vòng kinh nhân tạo là theo sách vở, theo lý thuyết, theo cái hướng dẫn khi dùng thuốc là ngày đầu tiên của ngày đầu tiên của kỳ kinh, tức là ngày ra máu đầu tiên là uống một ngày 1 viên. Một vỉ là có 21 viên, uống liên tục trong vòng 21 ngày, không được quên thuốc và uống tốt nhất trong cùng một thời điểm trong ngày. Nhớ chưa? Hết 21 viên, ngưng lại khoảng 7 tới 10 ngày, bệnh nhân sẽ ra ra kinh lại. Có người thì sớm hơn, có ngày ngưng thuốc khoảng 3-4 ngày họ đã ra kinh lại rồi. Nhưng mà bình thường thì 21 viên thì họ ngưng thuốc khoảng 3, 7 tới 10 ngày, tức là chu kỳ kinh của họ sẽ khoảng 28 đến 3, 30 ngày, đúng không? Là hết một chu kỳ. Tiếp tục khi họ kinh lại ngày ngày đầu tiên, mình sẽ ráp vô uống uống một viên mới, tức là một vỉ mới đó, đúng không? Rồi cô nói lại nghe, cách dùng vòng kinh nhân tạo bằng thuốc ngừa thai viên kết hợp, đó là ngày đầu tiên của kỳ kỳ kinh mình uống ngày ngày 1 viên, uống liên tục trong 21 ngày và một thời điểm nhất định trong ngày, không được quên thuốc, nhớ không bao giờ được quên thuốc. Sau khi dùng hết 21 viên thì nghỉ nghỉ khoảng 1 tuần lễ, cộng trừ 1 tuần lễ thì bệnh nhân sẽ ra ra kinh lại, và tiếp tục mình sẽ bắt vào một chu kỳ thứ hai. Tuy nhiên trong thực tế thì cô sẽ lui lại, cô không dùng vào ngày thứ nhất mà cô sẽ dùng vào ngày thứ thứ ba của kỳ kinh. Để làm dài làm gì? Để cho cái vòng kinh nó dài ra một chút. Vì nếu như mình uống chỉ có 21 ngày á, thì có thể là ngưng 3 ngày bệnh nhân ra máu, như vậy thì vòng kinh chỉ có 24 ngày thôi thì nó ngắn quá, tội bệnh nhân. Cho nên mình sẽ lui lại. Thậm chí mình có thể cho uống vào ngày thứ 5 của chu kỳ kinh cũng được, để cho cái vòng kinh nó dài ra một tí, khoảng là trên 30 ngày, ba mấy ngày tí cũng được.
nhưng mà nó gần quá thì bệnh nhân cứ bị ra máu liên tục thì cũng vất vả đúng không? Cho nên thì mình có thể lui lại một tí. Như vậy đó là cái cách dùng vòng canh nhân tạo à, nhớ chưa? Rồi cái phần này là mấy em nhớ kỹ rồi nha. Thì qua đây mình cũng có một cái kinh nghiệm như thế này. Bệnh nhân vô kinh thứ thứ phát, nhiều khi mình chưa biết họ là có nguyên nhân gì hay không, thì mấy em cứ cho dùng theo cái cách này. Nếu như sau dùng nội tiết 5 đến 7 ngày, hoặc là progesterone hoặc là viên ngừa thai kết hợp, sau 5 đến 7 ngày nếu ngưng lại, 1 tuần đến 10 ngày, thậm chí nửa tháng, bệnh nhân có kinh lại, như vậy là mình kết luận là trường hợp này là vô kinh thứ phát do rối loạn nội tiết, sau đó mình tiếp tục điều trị bằng vòng kinh nhân tạo. Tuy nhiên, nếu mà dùng như vậy sau 5 ngày, 10 ngày, thậm chí là tối đa là nửa tháng mà bệnh nhân không không ra kinh, có nghĩa là bệnh nhân bị một cái bệnh gì đó mà nó không mình không điều trị nổi rồi đây, đúng không? Thứ nhất là do hội chứng suy sớm buồng trứng, mình đã dùng nội tiết rồi nhưng mà nó không không đáp ứng, cho nên bệnh nhân đã không không có kinh, như vậy bệnh nhân đã bị mãn kinh rồi, đúng không? Trường hợp thứ hai là bệnh nhân bị dính buồng tử cung. Nếu mà dính buồng tử cung thì mấy em cho uống thuốc nội tiết, ngưng thuốc, bệnh nhân cũng không bao giờ có kinh được. Trừ trường hợp mình phải đặt vòng chống dính rồi mình mới cho uống thuốc nội tiết thì bệnh nhân mới ra kinh được, nhớ nghe. Như vậy thì cái điều trị này nó là một phương pháp vừa điều trị mà một cái thứ hai nó cũng là một cái test để cho mà mình tìm nguyên nhân luôn, đúng không? À, cứ bệnh nhân nào mà vào với mình mà nói là bị vô kinh 3 tháng đi, vô kinh trước đó có nạo buồng buồng tử cung, thì mấy em sẽ cho siêu âm. Thì thường siêu âm á, là họ sẽ thấy là hình ảnh nội mạc nó rất là mỏng mỏng như một sợi chỉ thôi, và mình vẫn cho họ dùng dùng nội tiết thử, cho dùng nội tiết thử sau khi ngưng thuốc 5 ngày, 10 ngày, thậm chí nửa tháng họ vẫn không ra kinh. Như vậy họ đến lại với mình là mình chẩn đoán chắc chắn là họ đã bị dính buồng tử cung sau nạ, và mình sẽ cho họ đặt đặt một cái vòng chống dính, sau đó mình lại điều trị nội tiết lại. Xong rồi mình sẽ hẹn họ là sau ngày dùng nội tiết 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày mà ra kinh, thì ngày có kinh thì quay lại đây để cho mình hướng dẫn họ dùng cái vòng kinh nhân tạo. À, vừa hướng dẫn mà vừa xem thử là mình điều trị nó có hiệu quả hay không nữa, đúng không? Đó là cái trường hợp là mình điều trị cái dính buồng tử cung nha. Như vậy là điều trị này một phần là mình điều trị cho nó ra kinh, nhưng mà một phần nữa là nó cũng một cái test để mà mình tìm tìm nguyên nhân. Có hai cách dùng như vậy, cách nào dùng cũng được nha. Cứ nhớ là sau khi ra kinh bằng progesterone hoặc là viên thuốc ngừa thai kết hợp thì sẽ cho vòng kinh nhân tạo, nhưng một nguyên tắc đó là không bao giờ dùng nội tiết, thì nhớ là phải dùng đủ liều, đúng liều và không bao giờ được quên thuốc nha. Ví dụ đang uống thuốc ngừa thai tức là vòng kinh nhân tạo mà mấy em quên một ngày là y xì, ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa là ra máu liền. Cái là bệnh nhân đến với mình là nói là vì sao lại ra máu, mà hỏi ra là ECC là do quên thuốc nha. Những trường hợp này quên thuốc mà ra máu là khi đến lại với mình điều chỉnh lại thì nó rất là khó. Đó, cho nên phải dặn đi dặn lại là bệnh nhân phải phải uống thuốc, phải nhớ uống thuốc nha. Ra tiếp tục đi em. À, rất là hết phần vô kinh à. Rồi, bây giờ tóm lại nghe. Tóm lại nói một lần nữa phần vô kinh nè. Vô kinh nè. Thứ nhất là 18 tuổi mà không có kinh thì gọi là vô kinh nguyên nguyên phát, đúng không? 3 tháng không có kinh, vòng kinh đều là vô kinh thứ phát. 6 tháng không có kinh, vòng kinh không đều là vô kinh thứ thứ phát. Đối với vô kinh nguyên phát có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là do teo buồng trứng bẩm sinh là có ba cái hội chứng đó. Thứ hai là do bị dị dạng bất thường bộ phận sinh dục nữ rồi, đúng không? Đó là phần nguyên nhân. Phần tiếp theo là phần chẩn đoán, thì một cái số cái thăm khám là mình tìm cái tính tính sinh dục phụ, cũng như là mình xem thử là hình dạng của bệnh nhân như thế nào đó. Có thể là mình sẽ nhìn bộ phận sinh dục, mình xem thử có bị trích màng trinh hay không. Rồi mình có thể là mình sẽ thường là những bệnh nhân này là thường họ chưa có gia đình, mình không thể nào mình TV được, đúng không?
thì mình sẽ TTR đó, mình thám sát thử họ có âm đạo hay không, cho đi siêu âm coi thể có tử cung hay không đó, vân vân. Một số trường hợp khó thì mình có thể dùng dùng thêm những cái xét nghiệm cao cấp hơn, ví dụ là MRI, và mình sẽ cho thêm xét nghiệm nội tiết nữa tìm nguyên nhân và mình sẽ điều trị đó. Hội chứng Turner thì do dùng dùng estrogen, hội chứng thượng thận sinh dục thì dùng cortisone, hội chứng Moritz thì khi em bé đã dậy thì rồi thì mới mới cắt hai cái tinh hoàn và sau đó sẽ dùng dùng estrogen. Còn nếu trích bằng trinh thì sẽ bằng trinh. Còn những cái bất thường mà không có tử cung mà không có âm đạo thì nếu như mà có những chuyên gia giỏi thì có thể là phẫu thuật tạo hình âm đạo. Còn trường hợp mà khó khăn quá mà không thể tạo hình được âm đạo nhưng mà có tử cung, ví dụ những trường hợp có tử cung nhưng mà không có âm đạo, có nghĩa là máu kinh nó sẽ bị ứ lại trong trong tử cung và làm cho bệnh nhân rất đau đớn. Nhưng mà nếu không tạo hình được âm đạo thì bắt buộc phải giải thích bệnh nhân để cắt buồng trứng. Chứ bây giờ làm sao giờ, đúng không? Máu bây giờ chỗ nào chảy ra, bệnh nhân đau quá không chịu được. Đó, đó là một cái cũng không may mắn. Rồi. Xong cái phần phần điều trị. Đúng không? Phần điều trị thì mình điều trị theo nguyên nhân như hồi nãy cô nói rồi. Rồi sang cái phần vô kinh thứ phát. Thì mình ngoài những trường hợp mà vô kinh do sinh lý thì mình sẽ điều trị thử, thăm khám xong rồi mình sẽ điều trị thử bằng hormone. Những trường hợp nào có đáp ứng với điều trị hormone có nghĩa là bị rối loạn nội tiết. Những trường hợp nào không đáp ứng với điều trị hormone thì coi như mình phải đi tìm nguyên nhân hoặc là bị hội chứng suy sớm buồng trứng. Mình sẽ so xét nghiệm máu xem nồng độ nội tiết nó có giảm không, đúng không? Thứ hai là mình sẽ xem thử có bị dính buồng tử cung hay không hoặc là có bị lao sinh dục hay không. Đó, vân vân. Đó là mình xong cái văn bằng vô kinh thứ phát nha. Thì bây giờ sẽ sang rong kinh rong huyết. Bây giờ rong kinh rong huyết á là mình phải phân biệt rong kinh với rong huyết nha. Rong kinh tức là mình đang có kinh nhưng mà nó kéo dài trên 7 ngày. Còn rong huyết thì không phải là trong trong lúc mình có kinh, nó ra bất kỳ trong một cái thời điểm nào của chu kỳ kinh nguyệt. Có thể là một hai ngày, vài ngày thôi chứ không phải là ra kéo dài trên 7 ngày. Nhưng mà nó không không đúng cái kỳ kinh của mình thì gọi là rong huyết nha. Thì bây giờ rong kinh rong huyết nó cũng không phải là một cái bệnh mà nó là một triệu chứng của trong một cái bệnh lý nào đó mà mình cần phải điều trị. Trường hợp nếu mình tìm ra nguyên nhân thì mình điều trị theo nguyên nhân, nếu không có điều tìm ra nguyên nhân thì xem như rối loạn nội tiết và mình sẽ dùng nội tiết thay thế hoặc là sẽ nạo buồng tử cung, tùy theo độ tuổi của bệnh nhân và tùy theo siêu âm là cái độ dày của niêm mạc tử cung nó như thế nào. Nếu mà dày quá thì phải nạo, còn bình thường hoặc là mỏng thì mình sẽ cho điều trị nội tiết ha. Rồi tiếp tục. Bây giờ nguyên nhân thực thể có hai nguyên nhân là nguyên nhân thực thể và nguyên nhân chức năng. Nguyên nhân thực thể là mình hay gặp nhất là trong cái bài mình học rồi đó, là u xơ tử cung là hay gây rong kinh rong huyết, đúng không? Polyp nội mạc tử cung, tăng sản nội mạc tử cung. Tăng sản nội mạc tử cung đó là một cái giai đoạn sớm của ung thư nội mạc tử cung, hoặc là có thể là ung thư tử cung chẳng hạn, hoặc có thể là ung thư buồng trứng thì cũng có thể là rong kinh rong huyết chứ. Một số trường hợp là do chấn thương, do dị vật đường sinh dục và các những cái bệnh lý về về nội khoa kèm theo. Một số trường hợp mà liên quan đến những cái thuốc, ví dụ như là tamoxifen họ hay dùng trong trường hợp điều trị ung thư vú á, thì nó cũng hay gây ra máu âm đạo bất thường. Những trường hợp mà mình sử dụng nội tiết nó không đúng, estrogen hoặc progesterone không đúng thì nó cũng gây rong kinh rong huyết. Sử dụng nội tiết nó như con dao hai lưỡi đó mấy em, nếu như mà mình dùng không đúng á, là nó sẽ bị ra máu liền, mình điều trị đúng thì nó lại tốt lên đó. Nên là cái sử dụng nội tiết nó phải có cái giống như là một cái nghệ thuật đó. Rồi ngoài ra những cái thuốc khác, ví dụ thuốc thuốc đóng chống đông máu, heparin, aspirin, syndrome đó, những cái người mà họ đặt những cái stent hoặc là họ mổ tim họ hay dùng những cái thuốc chống đông như syndrome này.
Rồi, bây giờ mình sẽ sang cái phần là nguyên nhân chức năng. Thì bây giờ nó sẽ chia ra làm 3 nhóm tuổi: nhóm tuổi dậy thì, tuổi mãn kinh và nhóm tuổi sinh sản. Cái câu này là chỉ tuổi ở lứa tuổi sinh sản thôi, còn mãn kinh là trên mãn kinh rồi, đúng không? Như vậy là cái nguyên nhân này mình chia thành 3 nhóm tuổi, mấy em ghi lại là thứ nhất là tuổi dậy thì, thứ hai là tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh, và thứ ba là tuổi tuổi hoạt động sinh dục nha. Rồi tiếp tục. Bây giờ bệnh nhân đến với mình vì rong kinh rong huyết, thì đầu tiên á là mình phải hỏi gì, đúng không? Đầu tiên là hỏi là quan trọng nhất là cái câu là có gia đình chưa, có quan hệ chưa, đúng không? Để mà mình xem thử là có liên quan chi, cái chảy máu này có liên quan chi tới tới thai nghén hay không nữa, đúng không? Đó, ví dụ như họ nói là bị trễ kinh ra máu chẳng hạn, trễ kinh ra máu thì 100% là mình phải xem thử là có liên quan chi tới tới thai kỳ thai nghén không. Đó thì mình sẽ nhớ lại cái bài ra máu 3 tháng đầu là những nguyên nhân gì đó, bác sĩ Sơn dạy rồi đó, đúng không? Rồi như vậy là mình phải hỏi như vậy. Xong rồi á là mình sẽ làm cái gì ha? Đặt mọi việc, đúng không? Nếu như mà có quan hệ rồi, có lập gia đình rồi, có quan hệ rồi, mấy em phải 100% là phải phải đặt mọi việc để xem thử máu đó ra ra từ đâu. Ra từ tử cung là bệnh khác, mà cổ tử cung là bệnh khác, hoặc ra từ những cái khối u âm đạo, âm hộ, những cái vết xước hoặc là những cái sang chấn. Dị vật hay là nhiều khi có con đĩa cũng có, cái này cũng gặp rồi nha, dị vật là con đĩa ở vùng quê đó, nó gây chảy máu liên tục, thì 100% là phải đặt đặt mẫu việc để xem thử nó chảy máu từ đâu, không có là đoán mò nghe. Nói chung là điều trị về rong kinh rong huyết là hai cái rất là quan trọng mà không thể bỏ qua mà cho thuốc liền được. Cái thứ nhất là phải xem thử nguồn gốc chảy máu, cái thứ hai là xét nghiệm BTHCR để loại trừ có thai nha. Vì có thai là mình sẽ điều trị theo kiểu có thai. Còn bây giờ mình đang cái bài này, trong cái phạm vi bài này là mình điều trị rong kinh rong huyết nhưng mà nó không liên quan gì tới chuyện thai nghén hết. Cho nên 100% là phải có cái xét nghiệm nữa là BTHCR. Rồi. Nếu như có điều kiện thì mình sẽ cho làm siêu âm. Mình xem thử là khi mà làm siêu âm thì ba cái quan trọng nhất mình phải đánh giá đó là cái độ dày của nội mạc tử cung mỏng hay là dày. Vì mỏng hay dày nó liên quan tới cái vấn đề về điều trị của mình. Cái thứ hai là xem tử cung nó như thế nào, có bị u sơ tử cung hay không hay là bình thường. Cái thứ ba là có khối u buồng trứng hay không, thì siêu âm nó sẽ giúp mình xác định như vậy. Thì có thể là khi mình thăm âm đạo á, thì mình cũng có thể mơ hồ, không phải là mơ hồ mà cũng tương đối để mà mình biết được là tử cung lớn như thế nào, buồng trứng lớn như thế nào. Nhưng mà siêu âm thì nó 100% hơn, đúng không? Hồi trước không có siêu âm thì khi mà chẩn đoán bệnh chủ yếu là dựa vào thăm thăm âm đạo. Bây giờ có siêu âm rồi thì mình nó cũng đỡ được một phần, không? Nhưng mà thăm âm đạo thì sao biết được cái nội mạc tử cung dày hay mỏng? Cho nên là cần phải biết được nội mạc tử cung mỏng hay dày nha. À, như vậy là tiếp cận bệnh nhân rong kinh rong huyết. Đối với những trường hợp mà bệnh nhân chưa có quan hệ thì mình không thể nào mình đặt mẫu việc được, thì mình sẽ dựa vào BTHCR và siêu âm nha. Còn đối với trường hợp mà đã có quan hệ rồi thì mấy em phải đặt mẫu việc là một cái BTHCR và một cái